Địa điểm biểu tình cuối cùng của Hồng Kông sắp bị dẹp, tin từ Hồng Kông Trung Cộng. Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị dẹp bỏ các địa điểm biểu tình cuối cùng tại vùng lãnh thổ này, làm cho cuộc biểu tình đòi dân chủ kéo dài 2 tháng này phải kết thúc. Một phán quyết của Tòa Thượng thẩm Hồng Kông đã cho phép nhà chức trách tháo gỡ các rào cản tại địa điểm biểu tình chủ yếu tại Admiralty, gần các trụ sở chính phủ. Án lệnh này được công bố hôm nay bởi truyền thông địa phương. Họ tường thuật rằng hàng ngàn cảnh sát vào ngày thứ Năm tới sẽ hợp tác với các nhân viên tòa án để dọn sạch khu lều trại của người biểu tình. Lệnh này chỉ cho phép phá hủy một phần của địa điểm Admiralty, nhưng chính quyền dự kiến sẽ dẹp toàn bộ khu vực này và để cho xe cộ lưu thông trở lại. Báo Hoa Nam Buổi Sáng tường thuật rằng cảnh sát cũng sẽ giải tán một địa điểm biểu tình nhỏ hơn tại khu vực thương mại Causeway Bay. Những động thái này dọn đường cho một vụ đối đầu cuối cùng giữa cảnh sát và những người biểu tình, vốn đã liên tục chạm trán nhau trong những cố gắng dẹp biểu tình trước đây. Chỉ còn lại vài chục người biểu tình tại các địa điểm còn lại. Có lúc hàng chục ngàn người đã tham gia biểu tình để đòi có một cuộc bầu cử dân chủ để bầu trưởng quan hành chánh vào năm 2017.